Trang sức tao ném vào đầu nằm. Tụi tao chơi hip hop cho tao bully. Mới sẽ cu qua tao chất với tao nồng. Chắc cái hồng mông trong em ngủ trên lầu 2. Không trong mông chỉ muốn nghĩ ra nhạc hay. Anh em thân của mày lão đều cùng vai. Đã phải đính càng một chai mấy ông lái gạt lay on yeah. Tao phải thiết kế nhạc tinh hoa. Bản sắc không mẹ và kinh hoa. Lúc trên con biết như là ninja. Đây là kinh nghiệm sách vở mình phải in ra dùng. Có cái nhạc yêu nên tao cũng ngại thu. Biết là thuốc bổ cho tao là đại phu. Sản phẩm như này nhưng mà chú ngại chi. Chứ cái chí lại ngu mình đi chú lại đi. Tao đây có tài can, Việt Nam tới cam. Anh em tụi tao cùng đi hàng quán. Yeah. Hàng làm ăn kinh doanh bày bán. Thời gian sánh vai anh em bên tao đời công màng. Tiền vai đồng vàng, chơi đồ sang. Làm sao cho sang, chỉ chơi ngang tàn. Tiền vai đồng vàng, không thời gian. Càng thêm như an, sống không thơ than. Đây chính con lấy con nào ăn tặng tài nhàn bằng cặp thò đó bằng chân chia tặng mây kết mai hòa đến đâu bàn to chọn đòi sao đi tiệm đến đòi tiệm ở đâu bò. Giờ trong chiến là con này không ai. Thầm lớn thì cả lén sọt rai. Đèn broc, đèn srai. Vì túi đã bàn ruột. Khả nào broc bay ngay. Smoke, drum. Kê tròn xua. Thay khả nhóm thơ quầy. Dù quay chón à lâu mê phép xong đầy. Sang là phát xa hát mây. Dân huyết chùm rau. Phải giá tàu đôi cho mày. Bao năm qua bỏ công cán. Đâu dám nghỉ ngơi. Đi chân đất nhưng mà nhà bốn tấm rượu. Thay chăm công chứ đâu có giận chơi. Những cái đồ lớn vua một cõi. Thiên ngang từng bước vào ngay. Tạo ra vàng ta chính những bọc sỏi. Bóng loáng như bông lúa con người sốc sờ quay. Dở hơi ta không thích mày làm trò. Chuyện tôi tiếp tao phiêu biết mày đàn bò. Muốn sao lá gan thì cứ để coi. Thằng nào cũng đứng dững cho đến khi tàn cờ. Đừng hỏi về thành quả đạt được ở bao nhiêu. Quan trọng chính chăm đất và cái đồng với câu tiêu. Và ngắm nhìn tâm của tao sáng. Sống sao cho đẹp là cái thứ mà tao yêu. Không bao giờ đổi thay sang một chất khác. Chất khác, chất khác, chất khác thằng khác nên ta. Những điều bình thường tưởng chừng
tràng. Xe cát biển đông, chăm chỉ miệt mài với khao khát thứ biển phong. Những thứ ta từng có rồi sẽ thành không. Nếu cứ tiếp tục trông đợi và chờ mong đời cũng như ta thấy đâu cũng như ta mơ. Lỡ như té ngã thì sẽ rơi xuống vực sâu. Sẽ không có ai đưa tay kéo ta đứng dậy vì vốn dĩ cuộc sống này diễn ra như một trận đấu. Nên quyết là cố gắng nỗ lực không ngừng. Tìm thấy cơ hội thì nắm chặt mà không buông. Tin vào những điều bấy lâu ta theo đuổi không bao giờ được đóng chặt suy nghĩ và trong khuôn à. Mơ về tiền bạc, mơ về công danh. Dù chưa cơ hội cũng có phần mong manh. Ta như là viên đá là ngược lên đỉnh núi sừng sững cái gốc để trở thành long lanh. Này ra sao? Xong cho đến chết phải đứng nghe lời ba tao. Dù cuộc đời còn nhiều bề lòng xấu đang thay ai không ngừng. Chẳng biết gì dừng bước nước mắt sẽ không từng. Việc mày làm mày biết cách nó chia ai khuyên dừng. Đường này ra mày về một cõi đáy mất đi ai trong chừng. Thằng nào lên môi mà còn mong được chiến không cắn. Làn da và đầu tóc hay đã thơm nắng. Nếu không bằng trên đời tao không được may mắn. Quần áo để qua giờ mà được nghe ngắn. Mỗi đời với cái tên là phúc liều. Sống chính nghĩa và bên dưới chợ Úc Kiều. Ổ bánh mì tôi cho chia vào lúc chiều. Vì thương em nên những đứa em rút nhiều. Đến trong căn nhà lá ngồi nhìn mưa dột. Muốn được ăn miếng cơm mà cũng chưa đủ. Để có được tiếng thơm không biết thưa thốn. Cánh ống mặc lại nhưng cái đầu tao vẫn chưa vô. Tương lai mờ nhạt ngày mà tao cờ bạc. Sống như viên và còn đang chờ xác. Bắt chơi rap viết về câu lời đạt. Thoát khỏi khó khăn cùng đời tao nhờ nhé. Bạc tiền lối danh lắm phú vàng. Hàng ngồi trách thân sâu quanh bè vàng. Lạc vào hư vô có mấy ai. Tay ta vút cao hơn kiếp ngang trời. Để chân ta đã bao năm sau cánh xa nhà. Nút đất mắt bước chạy đi để mai sau ngàn cao. Sống trong giấc.
vào trong mong quá. Dân miền Tây đặt chữ nghĩa lên đầu và sẽ nhớ tụi tao tên Hùng Long Phong quá. Trường phu.
khó khăn buồn phiền. Thời gian cho ta sống trong đồng tiền dù cao sang khắp trong vùng miền, mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền. Thôi bây giờ mày quên cố gắng đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi, vuốt hết nước mắt khi đã gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let's go của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Ăn đầu đạn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Huy hoàng chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn xin tôi duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ẩn mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích chuyện vòng vo. Khi mình quá thân nhau quên để mình chết duyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng tiêu, giang sơn hiểm trở nên tập một hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em ta kết nghĩa đều là đại trường phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ. Thank you.
bận rộn công việc tính toán mấy cái của cải, mang danh hào kiệt tung hoành thiên hạ lên đời như được tẩu đãi. Anh nói thì mày phải nghe, vì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác, nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp, nhưng món mặt đều là đồng nghiệp, sức hẹn như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe, tay anh cầm hai viên ngọc bích, công việc bé bé thì anh không khe. Có thờ là quan nhị ca và anh luôn chăm lo cho chị cả, muốn dạng xưng anh chồng bình qua để cụ đầy kho bên trong bình đá. Trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu, từng làm ông chủ của cái phố đèn màu. Buổi đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu, anh thích nghe nhạc khi anh đục bị gõ, công việc của anh là cái đứng chị nhỏ. Có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nó đâu kéo nó ra đằng sau có cái sân liền giỏ. Công dụng của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, mà cái danh là Đại Tây Nam cũng do người ta gọi. Nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Sống ở sông Cửu Long anh là ôm chùm ở trong cổ đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công, là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bùng, hơi giống cái chén trà trên bàn đánh mặt được ngồi với hoàng huynh nghe pháo nó đùng đùng. Và đến với mấy thằng đại lô diện ta khai dương có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng, mà cũng công nhận là đã không hổ danh lão Đại Tây Nam. Nói gì thì cũng đúng. Cao nhân thì già ngồi hàng nguyên, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên. Rượu cay mồi ngon được lựa chúng với bạn hiền, nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi vàng yên. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Nhưng con gà chiến có bộ vảy là án thiên, án vân còn có giá cao, cũng chẳng thu con gái bán duyên, bán phận. Và khi ra đòn chính xác thì không có gì để cản chân, nó có kỹ năng chiến đấu được ví y như thiên long đang giáng trận. Đây là sân chơi của cái dân chơi, mỗi tỉnh thành đổ về từ miền Tây, từ Vĩnh Long mà đi qua Sóc Trăng. Nghe có gà chiến anh em tao đến đây họp mặt, cả đêm tụi tao kể chuyện về đam mê mà không thể dập mắt. Gà của mày chân xanh và mắt ếch, còn gà của tao bộ lông nó ngủ sạch. Yeah, thích thì chơi thì ok, gà mày vô đây, cách chơi có cách chơi, mày là khách mời từ trong tay. Gà mày té là xong ngay, đừng lớn tiếng bên trong này. Đam mê nhưng có quy luật, mày giống con gà, điều đó là không hay. Và tụi tao có mấy ông anh làm chủ chừng gà, mấy chân độ lớn và bảo kê đứng bên tường nhà. Tụi mày có bao nhiêu cả chân trai cũng bình thường à. Và nếu như mày muốn bắt xác thì phải xây có người như gà. Của thất đao còn gọi là sát kê, và tiếng gáy nó cất cao. Một con linh kê và bị cắt đi mất màu, với trận đá hủy diệt hôm qua vừa khiến đối phương bị mất máu. Trên đất Việt Nam bao nhiêu con gà phải đáng đồng tiền vàng, những lời quý hiếm ta không có quyền bán. Một số thì nó vẫn đứng trong diễn lãm, ta không có thiện cảm vì ta ở miền khác. Tụi tao chọn thì không có đòi hỏi, nhưng mà cứ bình dân tao chơi là gà nồi, chẳng cam đoan gà Việt là gà giỏi. Nhưng mà thật là tao thích, tao có con gà này chơi gà có khi bị trắng tay. Có người đá thành triệu phú, yeah. Đâu phải đá là thắng ngay, chính cách huấn luyện con gà mày hiểu chứ. Người chơi có khi là 80, thanh niên còn chưa đủ 14. Điều đó thì không có gì là quan trọng, chủ yếu mày dám chơi và chọn giống gà không. Con gà của thằng Hoàng tao là thân kê, đã chiến thắng quá nhiều tiền, thật tuyệt vời nên người dân mê. Ta chơi là phải hòa đồng, không có gì mà sân si, cho nên anh em tứ phương cầm ly rượu mà dâng lên đây. Bye.
sống một mình. Dân trăng tròn sáng đó diện mình, chấm sờn điểm thủy thiền đồi nét, khuấy hạt lăng dần đảo mấy tình. Ta là dân nước Nam, sông ở sông Cửu Long, thiên hạ ta sánh ngang, đời này như gió giông. Anh hùng ta có gan rộng, phong trần ta quấn ngang hông, theo dời cao chẳng tham lòng, làm việc người đáng. Ta đứng trên đá đánh tung bảo đàn, người gọi ta kẻ gầy hao hóc nhưng trời ban cho một bộ não vàng. Ta thích chơi nhạc và thích làm thơ, vẽ thiên cơ ở trên bàn cờ, làm những điều các ông hoàng mơ. Kẻ muốn ngang cơ phải xếp hàng chờ, cấp tư hải kết bạn đồng giao. Còn chuyện chồng lao có đáng là gì, ta thà về quê nhà mình trồng rau. Còn gì hồng bao không đáng mà quỳ, lấy kinh nghiệm ra dạy đồ nhi. Gặp hiểm nguy phải ráng mà lì, bạc tiền lợi danh thì có là chi. Còn lại nghĩa khí không bán mà thi ha. Nam châu thế gian đường đường ta có bước chân hành tung, an chi khó khăn trần đời, chủ yếu có tâm thành chung. Không tham danh lợi chỉ kẻ tủ yếu thích châm đầy chung. Ta muốn cuộc sống có chiếc cơm đầy vung, non sông nước biết đến cờ và ngắm cành tùng. Ngàn dọc đủ tứ phương, kinh nghiệm đang có tứ lỗ tường. Thăng trầm không ngại mặt gió thương, nên cố cương dẫu biết thật khó lường. Từ Bắc chí Nam đều là đồng hương, có quả cùng chia có phúc cùng hưởng. Huynh đệ đồng cam vượt mọi trùng dương, hiểm nguy ngoài kia ta quyết đi cùng đường. Let's go. Ta là dân nước Nam, sông ở sông Cửu Long, thiên hạ ta sánh ngang, đời này như gió giông. Anh hùng ta có gan rộng, phong trần ta quấn ngang hông, theo dời cao chẳng tham lòng, làm việc người đáng. Nên câu rap của tao còn linh, đặt trong mình một thái cực khác. Vì có trực giác đời không còn sinh, khi mình sống mà không tà pháp, chẳng dùng quà cáp để kiếm đường binh. Thì chuyện thần tình mình tính là khác, cũng không thể ác hơn bằng thần linh. Yeah, giống với cương bằng nhu, thì mày nên hướng tới cương bằng xu. Khi thằng tướng mới nước cương này cu, nhìn tưởng mày lú chắc cương mày ngu. Chú muốn sống mà mong trời ban, dạ chú không sáng đòi sang là sao. Nhìn lên trời thấy thánh nhân là tao, mày tâm tà giáo hỏi sao mà thân. Sống trong xã hội thực tế luôn đó không phải là tao. Chơi bằng tình không cần kính hòa nhau, ý mà tính là sao đâu dễ ăn lính nhà tao. Nhạc bằng tâm có cái tầm xứng đáng, tôn trọng tao làm việc phải chính đáng. Không bao giờ tao thèm đi tính toán, còn cái tính tao ngày tháng con trời đang chứng giám. Ta là dân nước Nam, sông mà sông Cửu Long, thiên hạ ta sánh ngang, đời này như gió giông. Anh hùng ta có gan rộng, phong trần ta quấn ngang hông, theo dời cao chẳng tham lòng, làm việc người đáng. Mình đừng có đụng chạm đất rộng, người đông mày phải đi bằng ô tô. Sông mà
đây mà tao cứ sống ở đây. Và nếu có chuyện lỡ tay mày làm, khi mày cố để cho người ta thấy mày hay, nhưng đừng để phát hiện là mày tham. Ở trên người buồn ngải đã hộ thể quỷ ma, còn chết nói chi là người phàm. Dân đất sốc phải để cho họ thích, đừng để cho họ ghét thì nhạc của người ta. Chỗ tụi tao sống thì có ba dân tộc và kinh qua cơ me, không có ai xâm nhập. Phong tục tập quán đa số theo tâm Phật và bản tính người dân, họ vẫn luôn chân thật. Đừng để tên mày có ở trên hình nhân và nhan đèn kính bay ở trên nghìn năm. Thần chú được đọc trước khi lên hình xăm, miệng mày phun độc thì đừng hỏi sao mình câm. Mỗi tháng trong năm đều có nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể, không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Mỗi tháng trong năm đều có nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể, không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Vô đây mày không thể đi về.